Kính thưa quý vị, hôm nay đảng vào bản thì thấy một chị rất là kỳ lạ, cầm một ổ ong bán thử ở trong rừng về luôn mà không sợ cắm. Đây, lại gần để quý vị biết này. Đấy, đây, hàng ngàn hàng vạn con luôn nhưng mà lại không sợ cắm, hay chưa, ong mến luôn. Chị không sợ cắm hả chị? Hả? Anh có cắm. Không cắm à? Cái này đang nằm là cái gì đó, cái nổ à? Ồ, hay chưa? Đây, rất là hay. Ôi da, chị lấy về lúc mô? Cái sáng à? Dạ, ôi da, đây, quý vị xem. Coi lại coi. Đây. Đấy. Đã. Hay thiệt. Thiệt sợ cắm luôn à? Ồ, chị quen à? Quen mà hắn có cắm mà còn gì. À. Hay hè. Công nhận. Ấy, khèm cắm cu. Đấy, ba con sống ở rừng cho nên là rất là quen, chị cũng có kỹ năng bắt ong chứ. Hả? Quen. Cũng có quen chứ. Chứ con không quen bên cắm một đoàn hả? Cái chứ chị để nuôi à? Nuôi là nếu họ bán thì mua, bán là nếu họ mua. Rồi em cũng sợ cắm thôi, để hô ra hồi mấy cái nhà ngoài nữa có ai hô đam mê hô nữa là vô họ vô lấy hè. Bạn chưa bắt mất chứ hết, hắn đang mất ha. Mất. Chứ miếng về bò được là hắn mất chứ đó. Ừ. Ôi giờ hay chưa. Đây. Đủ không? Người phụ nữ phải nói là đẳng cấp nhất rồi đây. Đấy. Không bao giờ sợ ông cắm. Ôm luôn cả tổ ong sát người. Đây. Quý vị xem đây. Rất là tuyệt vời. Ồ, đây đây, đưa tới sạc đấy. 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 Đưa tới sạc đấy để cho họ coi. Ba con coi là biết là hình hình ong đang bo này. Đấy. Rất là hay. Xẹp. Ồ, đừng cú. Tiếp theo đó.